Xin chào bạn, hôm nay thì mình đang có trên tay là bộ đôi chiếc Oppo Reno 7Z và Reno 7, hai sản phẩm rất là mới của Oppo và đang được đặt hàng tại Thế Động, đang chuẩn bị được bán trong thời gian sắp tới các bạn ha. Rồi thì chúng ta sẽ tiến hành tập hợp hai sản phẩm này xem có gì đặc biệt không ha. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ đi vào chiếc Oppo Reno 7Z các bạn. Rồi hợp xem. Rồi ở đây sản phẩm chính của chúng ta ha. Ở đây thì mình đang có trên tay là chiếc máy màu xanh, màu bạc các bạn, mình hãy gọi là màu bạc nha. Rồi đây sản phẩm chính của bên. Rồi phụ kiện kèm theo thì chúng ta sẽ có ở đây là một cái ốp lưng trong, ve chọc sim. Tiếp theo chúng ta sẽ có cái củ sạc. Super box các bạn ha, nha, super box. Rồi cổng cáp sạc Type-C. Rồi, tập hợp chiếc Oppo Reno 7. Reno 7 thì đây chúng ta cũng có sản phẩm chính, màu xanh. Rồi phụ kiện kèm theo chiếc Oppo Reno 7 này cũng có là một ốp lưng trong, que chọc sim. Một củ sạc Super Box. Và cổng cắt sạc Type-C các bạn ha. Rồi, đầu tiên thì ở chiếc Oppo Reno 7Z nha các bạn. Wow. Quá đẹp luôn các bạn. Khi các bạn nghiêng thì màu sắc rất là đẹp luôn này. Màu sắc chuyển tiếp ha, Oppo Lao trên chiếc Oppo này được thiết kế gọi là chiếc Oppo Lao ha. Chiếc Oppo Reno 7Z này thì thiết kế vuông vức các cạnh các bạn. Cái cạnh này các bạn vuông nè. Đây. Cạnh vuông luôn các bạn nha. Mỏng nè, cho bạn cầm cảm giác cầm nắm rất là đã luôn. Trên tay trên máy này. Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào màn hình. Ở đây chúng ta sẽ có công nghệ màn hình là AMOLED với độ rộng màn hình là 6,43 inch các bạn nha. Với tần số quét màn hình là 60Hz, 60Hz trên cái dòng này thôi. Full HD LED. Và kính mặt kính cảm ứng thì sẽ kính cường lực Cosen Sansan UB các bạn ha. Cái loại kính hợp mới. Rồi kính tính cường lực, nói chung là nó sẽ tích hợp bằng kính cường lực trên cái mặt kính cảm ứng này. Về camera thì camera ở đây sẽ có cộng 3 camera phía sau với độ phân giải camera chính là 64 megapixel ha. Camera phụ lần lượt là 2 megapixel và 2 megapixel. Thì với camera phía sau này xuống xe chúng ta cho chúng ta những cái chế độ chụp như chụp ban đêm nè, chụp chuyên nghiệp nè, Google Lens, quay chậm, chụp siêu cận, chụp toàn cảnh, chụp trôi nhanh thời gian và chụp soft phong trên chiếc camera này. Rồi camera phía trước, camera trước có độ phân giải là 16 megapixel các bạn ha. Thì camera phía trước này nó sẽ có tính năng là chụp đêm nè, chụp soft phong được camera phía trước luôn, chụp toàn cảnh và chụp làm đẹp. Và một điều đặc biệt ở trên chiếc camera trên chiếc Oppo Reno 7Z này các bạn, tức là ở đây viền cam đây, và cho mình sẽ cho các bạn thấy nha. Khi mà có cuộc gọi đến hoặc là khi các bạn vô bất cứ trò chơi nào ấy, thì nó sẽ sáng cái viền cam lên, nhìn rất là lạ mắt luôn. Đây mình sẽ demo cho các bạn ha. Đây. Demo. Đây các bạn. Các bạn thấy không? Khi có Google đến nè, cái viền camera này nó sẽ sáng lên. Nhìn rất là bắt mắt đó ha, nó sáng lên này. Hoặc là khi các bạn vô vào game các bạn. Vào game thì cái viền camera này cũng sẽ sáng lên nè. Các bạn thấy không? Đó. Nó sẽ chiếu sáng lên, nhưng mà nó chỉ chiếu sáng một lúc thì nó ngưng nha, nó không có chiếu sáng hoài các bạn nha. Tức là khi bạn cuộc gọi đến hoặc có tin nhắn thì thông báo nó sẽ chiếu sáng cái viền này lên, hoặc là khi bạn vào một cái game nào đó nó sẽ sáng lên màn hình cái viền này và nó sẽ ngưng, nó không sáng nữa ha. Mọi điều rất là thú vị trên chiếc Oppo Reno 7Z này các bạn, thú vị luôn. Rồi gõ qua cam thì về cái hệ điều hành thì chiếc Oppo Reno 7Z này sẽ sử dụng hệ điều hành không Android là Android 11 các bạn ha, không phải là Android 12.
và sử dụng con chip là Qualcomm Snapdragon 695 và sử dụng được 5G các bạn ha. RAM thì chúng ta sẽ có RAM là RAM 8GB và bộ nhớ trong 128GB trên chiếc Oppo Reno 7Z này. Về pin thì chúng ta sẽ có viên pin ở đây là 4500mAh và hỗ trợ sạc nhanh SuperVOOC 33W các bạn nha. Đây, cổng sạc với cổng sạc Type-C. Ở đây chúng ta sẽ có một cái jack 3.5 để cắm tai nghe, mic nói, loa nghe ra ngoài và một cái mic để chúng ta sử dụng những cái cuộc gọi video. Ở đây thì chúng ta máy sẽ có mở khóa bằng khuôn mặt hoặc là mở khóa bằng vân tay dưới màn hình các bạn. Máy thì sẽ được thiết kế nguyên khối, cái khung nhựa mặt lưng bằng thủy tinh hữu cơ các bạn nha. Cái khung này thực tế là khung bằng nhựa thôi, mặt lưng này mặt lưng thủy tinh hữu cơ, nhưng mà nhìn rất là bắt mắt luôn, rất là đẹp luôn các bạn. Chiếc Oppo Reno 7Z này hiện tại thì nó sẽ có hai màu các bạn ha, mà nên đang cầm tay là màu bạc và một màu nữa là màu đen các bạn nè, đen nhém. Các bạn nghiêng cũng sẽ thấy nó khá bóng bẩy ha, nhưng mà nó không có đẹp như bằng chiếc màu bạc. Màu đen thì nó đen nguyên khối luôn. Rồi. Wow, đẹp quá. Quá là đẹp luôn các bạn. Rất là đẹp về thiết kế luôn. Thì chiếc Oppo Reno 7Z này đây hiện tại đang được đặt hàng trước tại Thế Động với giá là 10.490.000 các bạn ha. Khi bạn đặt trước thì bạn sẽ đặt được tặng một cái máy massage cổ và cái một cái loa của Oppo, thì giá là của hai bộ quà tặng này là khoảng 3.490.000 các bạn. Quá đẹp luôn. Rồi, đi vào chiếc Oppo Reno 7. Ở đây chiếc Reno 7 đây. Reno 7 thì chúng ta sẽ có thiết kế là kiểu bo các bạn. Bo cong viền ở phía dưới, không có thiết kế vuông như Reno 7 Z nha. Đây, Reno 7. Rồi, Reno 7 thì nó cũng được công nghệ màn hình là AMOLED ha. Độ phân giải là Full HD LED, màn hình độ rộng là 6,4 inch với tần số quét là 90Hz các bạn. Còn 7Z thì chỉ 60Hz thôi ha, con này là 90Hz. Nó sẽ được kết hợp là kính cường lực View Latch 5. Về camera thì chúng ta sẽ có cụm 3 camera phía sau với độ phân giải camera chính là 64MP. Camera phụ là 2 và camera phụ là 8 các bạn. Thì chúng sẽ cho chúng ta chứ những cái độ chụp tương tự như 7Z, rất là chụp số phong toàn cảnh ban đêm, Google Lens ha, chụp làm đẹp cận cảnh siêu cảnh các bạn. Rồi về camera selfie phía trước, ở đây chúng ta sẽ có camera với độ phân giải là 32MP. Chúng ta chụp soft phong, chụp toàn cảnh, làm đẹp ha, chụp đêm luôn các bạn. Rồi hệ điều hành cũng tương tự như 7Z, là hệ hành Android 11. Nhưng mà sử dụng con chip là MediaTek Dimensity 900. Sử dụng 5G các bạn ha. Rồi. Reno 7 thì sẽ sử dụng con chip Dimensity 900. Rồi RAM thì chúng ta sẽ có RAM, vẫn có viên RAM là 8GB và bộ nhớ trong 256GB trên chiếc Oppo Reno 7 này. Chúng ta sẽ có cổng sạc Type-C với tính năng sạc nhanh 65W các bạn ha, với viên pin là 4500 và sạc nhanh 65W. Chúng ta sẽ có mở khóa bằng khuôn mặt và gõ táo bằng khuôn tay với màn hình các bạn. Rồi máy thì thiết kế nguyên khối, cái khung này cũng khung bằng nhựa và mặt lưng bằng thủy tinh hữu cơ các bạn ha. Rồi chiếc cũng như chiếc 7Z thì chiếc Reno 7 này sẽ được đang được đặt hàng tại Thế Động với giá là 12.990.000 và các bạn sẽ được tặng một cái máy massage cổ và một cái loa Bluetooth của Oppo, trị giá của hai bộ quà tặng này là 3.490.000. Rồi thì mình vừa giới thiệu cho các bạn sơ lược về bộ đôi Oppo Reno 7 và Reno 7Z. Các bạn có thắc mắc gì cứ lại comment bên dưới nha, mình sẽ phản hồi các bạn lại sau. Bye bye.